Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình chọn Đài Loan để du học? Bạn chọn Đài Loan du học vì chất lượng giáo dục hay là vì môi trường sống, cũng như là hay vì chi phí du học thấp? Chào các bạn, mình là Henry Kalu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry. Chào mọi người, mình là Henry. Chào mừng chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry Kalu. Khi từ chuỗi series hôm nay thì mình sẽ đắc bóng mắt một người bạn về trình của mình. Rồi bạn ấy có hỏi là cái việc bạn ấy đi làm thêm, liệu bạn ấy có thể gọi là chi trả được cho cái cuộc sống bạn ấy hay không, cũng như là cái mức mà chi tiêu một tháng trung bình là bao nhiêu. Thì video clip ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cụ thể những cái điều mà bạn ấy muốn hỏi mình, và cũng như là những cái điều này mình sẽ giải đáp bằng cái những cái gọi là tâm sự cá nhân của bản thân mình. Thì các bạn hãy xem video clip nhé. Ok, đầu tiên câu hỏi bạn ấy hỏi mình đó là chi phí sinh hoạt một tháng là bao nhiêu. Thì cái câu này mình sẽ giải đáp và mình sẽ nói về cái vấn đề này sẽ rất là tùy người. Và mình sẽ nói đây là một cái mức trung bình mà mình hay gọi là chi tiêu hàng tháng nha các bạn. Thì đầu tiên chắc chắn là sẽ không hề nhắc tới đó chính là tiền nhà, đúng không? Thì tiền nhà ở đây là các bạn có thể ở ký túc xá nè, các bạn có thể thuê căn hộ nè, các bạn có thể thuê nhà phố, hoặc là các bạn có thể ở chung với những người nhà địa dân địa phương, với những người bạn đài của mình. Thì cái mức dao động trung bình mình đang nói về bản thân của mình thì mình hiện tại mình đang thuê một cái căn chung cư, mức giá dao động là 5.000 đài tệ, 5.000 khoai cho một tháng. Thì cái tiền này nó chỉ là bao gồm cái tiền thuê phòng thôi và chưa có bao gồm tiền điện nước và cũng như wifi. Thì ở đây thì chung cư này được một cái là cái tiền điện giá nó sẽ không gọi là không có cao lắm so với những mặt bằng chung và những cái chung cư khác. Thì cái mức giá nước cũng không có cao và wifi thì cố định. Thì các bạn sẽ rất là dễ, thì mình tính đâu đó trung bình là khoảng 6.000 đại tệ là các bạn có thể ở một cái căn hộ chung cư nha các bạn. Các bạn thuê một cái căn hộ chung cư gọi là hoàn toàn của các bạn luôn á. Nhưng mà cái chung cư của mình á, thì clip những clip sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì chung cư riêng của mình á, thì là chung cư đó rất là nhỏ. Chung cư là dạng chung cư độc thân á, chung cư những người một người á. Thì các bạn sẽ dễ dàng giống y chang nhau, không phải là gọi là nó cũng giống như phòng trọ, nhưng mà nó là một dạng ở trong chung cư, người ta xây một cái chung cư bự luôn các bạn, chứ không phải là một cái phòng trọ giống như ở Việt Nam mình. Đó chính là bà các bạn có thể đổ xe nè, đổ xe máy miễn phí luôn, đổ xe máy miễn phí, các bạn sẽ không có lăn tăn về cái việc đổ xe nữa. Đậu xe ở dưới chung cư chứ các bạn chỉ cần có bấm nút thôi, các bạn sẽ xuống tầng hầm. Họ sẽ có cái hanbara mở lên, các bạn chỉ cần đậu xe dưới là được. Và họ chỉ thu tiền điện, tiền nước, tiền wifi cũng như tiền quản lý thôi. Và các bạn không cần quan lăng tăng những vấn đề đó. Và tiếp theo mình muốn nói về cái việc là tiền ăn ở. Thì tiền ăn thì tính trung bình mình, bản thân của mình ha. Đối với mình á, là mình xài một ngày mình xài cỡ 1.000 đài tệ. Tiền ăn của mình nha. Tiền ăn của mình á là các bạn biết là một ngày của mình á, mình xài trung bình là khoảng 300 đài tệ. Là đây là tiền ăn uống của mình ha các bạn. Thì tiền ăn uống này của mình cũng đã cộng cho cái tiền gọi là tiền tiền xăng của mình á, tiền đổ xăng của mình để mình có thể đi lại từ trường về nhà hoặc là nhà tới trường. Thì đó chính là đã bao gồm rồi. Thì trung bình một ngày mình xài là khoảng 300 đại tệ. Thì đâu đó một tháng của mình xài đâu đó gần 10.000 đại tệ một tháng. Và cộng thêm cái tiền mà nãy mình có nói đề cập nữa là 16.000 đại tệ một tháng. Thì cái tiền này là đã gọi là bao gồm hết tất cả mọi thứ rồi các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn gọi là khấu hao, các bạn muốn gọi là trừ hao thêm cái tiền lạm phát này nọ, thì các bạn có thể thêm 4.000 đại tệ nữa cho tròn là 20.000 đại tệ một tháng. Thì đây chính là cái chi phí gọi là trung bình luôn, là các bạn xài gọi là rất là bình thường luôn á. Mình không có xài sang nha, mình không phải là kiểu đi ăn nhà hàng này nọ nha. Đây là mức chi phí rất là bình thường luôn, là 20.000 đại tệ một tháng. Thì cái mức này là chắc chắn các bạn sẽ dễ dàng các bạn cân đơn đo đếm được, để các bạn có thể gọi là biết được cái mức giá cố định để các bạn có thể lập kế hoạch để các bạn đi du học. Mình đang nói là 20.000 đại tệ một tháng là gọi là các bạn gọi là ở bình thường rồi đó, mức bình thường. Rồi có những người bạn của mình á, ở rất là tùy thôi. Giống như mình nói tùy thôi, giống như nhiều bạn thì quan trọng là cái chi phí tiền ăn của các bạn ấy bao nhiêu. Thì nếu mà các bạn ấy ăn chi xài cao hơn thì các bạn ấy là có một cái mức đó nó sẽ vượt hơn cái con số mà mình đề cập. Thì đây chính là mình sẽ nói rồi, đây là vấn đề tùy thuộc vào mỗi người. Thì mình đang nói về cái vấn đề là bình thường của mình, mức chi phí chi phí bình thường. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái vấn đề gọi là lương và tới cái công việc bậc tham. Thì ở Đài Loan họ có quy định cho các bạn là các bạn chỉ được đi làm khoảng 20 tiếng một tuần. Thì điều này có nghĩa là các bạn không được vượt quá 20 tiếng một tuần ha.
Và cái mức lương hiện tại, chúc mừng các bạn, mức lương hiện tại đã được Bộ Lao động đã tăng lương lên tới 175 đại tệ một giờ. Mình đang quay lại clip ngay. Và các bạn sẽ nhân, cứ lấy 175 các bạn nhân hệ số 20. Và mình đang nói các bạn là khi mà các bạn ứng tuyển, các bạn đi phỏng vấn với những cái công ty hoặc là những cái cửa hàng gì đó, thì các bạn hãy nên hỏi họ cụ thể là mức lương mà họ sẽ trả cho các bạn một giờ là bao nhiêu. Tại vì mình nói đây á, sẽ rất là nhiều cái bạn sẽ hỏi mình là sao không phải là 175. Cái này là tùy thuộc vào các bạn thương lượng với lại cái chủ mà thuê các bạn á. Mình ví dụ như có nhiều quán họ sẽ trả các bạn 150, có nhiều quán họ trả 120, có nhiều quán họ trả dưới đó nữa. Thì đây chính là tùy thuộc vào các bạn hãy thương lượng với người chủ của các bạn để các bạn biết được. Và cũng như các bạn hãy gọi là được làm trước mức làm sao, mức làm trước được làm sao. Thì thà mình mất làm trước, mình hỏi là họ là bao nhiêu một tuần, bao nhiêu một giờ. Thì đỡ sau này khi mà các bạn làm việc với họ khoảng 1 tháng, 2 tháng rồi các bạn không nhận được số lương các bạn mong muốn, thì đâm ra các bạn sẽ rất là buồn phiền. Và 175.000 nhân cho 20, 175 đồng nhân cho 20 tiếng, thì một tháng các bạn đâu đó các bạn lãnh cũng sẽ được, gọi là mình nói trung bình ha, trung bình đâu đó các bạn cũng sẽ lựa trên được trên 10.000 đại tệ. Và cái mức lương này chắc chắn các bạn sẽ đủ chi trả cho cái chi phí sinh hoạt của các bạn. Và được, mọi thứ đều được hết. Nhưng mà chi phí này các bạn sẽ gọi là cố gắng cắt chiêu từng đồng, và cũng như các bạn hãy chọn những cái sự lựa chọn thuê nhà để phù hợp với lại cái tiền mà các bạn làm ra. Mình ví dụ như nếu bây giờ cái ví dụ của mình hồi nãy mình nói là mình xài 20.000 đại tệ, thì bây giờ các bạn lãnh lương đâu đó là khoảng 12 hoặc tới 14.000 đại tệ, mình ví dụ như vậy. Thì các bạn hãy cố gắng gọi là cắt giảm chi tiêu. Thì ở cắt giảm chi tiêu ở đây là các bạn có thể gọi là ăn ít một chút, hoặc là các bạn có thể thuê kiếm cái nhà thuê nào đó phù hợp với các bạn, hoặc các bạn có thể ở ghép, hoặc các bạn có thể ký túc xá ở trường. Thì ở ký túc xá của trường thì nó sẽ không có gọi là tiện nghi như các bạn thuê ở ngoài. Tại vì mình có một thời gian ở trường ký túc xá thì dĩ nhiên sẽ không bằng thuê những cái chung cư ở ngoài rồi. Thì đó rất tùy thuộc sự lựa chọn của các bạn, để các bạn có thể dễ dàng được sử dụng những cái đó. Và cái mức lương đó có đủ sống hay không? Mà đối với mình, bạn có trả lời cái câu hỏi đó, mức lương đó đủ sống. Nhưng mà các bạn hãy gọi là liệu cơm gắp mắm. Các bạn xem các bạn thân của mình làm số tiền này thì bạn có thể một tháng là bao nhiêu. Và cũng như là cái tiền học phí, thì tiền học phí mình nghĩ rằng là học phí này á, các bạn có thể đi làm thêm. Nhưng mà mình nghĩ là những cái kỳ mùa hè á, tại vì mùa hè họ sẽ cho các bạn làm tới 40 tiếng một tuần lận. Quy định đó là 40 tiếng một tuần, nên các bạn sẽ mình nghĩ rằng là cái kỳ mùa hè là một cái thời gian mà thời điểm thích hợp để các bạn có thể làm, để các bạn hãy làm, để các bạn tích lũy, để các bạn có thể gọi là trả tiền học phí cho cái học kỳ sau. Thì đó chính là những chia sẻ của mình về cái vấn đề gọi là đi làm thêm liệu có đủ trả tiền hay không, cũng như chi phí sinh hoạt một tháng là bao nhiêu. Thì các bạn thấy có những câu hỏi thắc mắc về du học Đài Loan hay là phần bên dưới, thì các bạn thấy video này bớt một like và một subscribe, thì đó chính là động lực để ra những video tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.